nè nói nghe nè Thank you and I love you. Nè, nói nghe nè. Hôm nay Việt Thảo tiếp tục đọc những câu chuyện tâm linh của các bạn gửi về Việt Thảo qua địa chỉ mà các bạn nên ghi xuống để có thể gửi về cho Việt Thảo những câu chuyện tâm linh của các bạn có nhé. Đó là MC Việt Thảo, A Yahoo.com Đọc theo kiểu tiếng Mỹ là MC Việt Thảo @yahoo.com. Thường thường thì các bạn gửi chuyện về đều có phần phi lộ hay là tâm tình mở đầu. Việt Thảo không có kể mà xin đọc hết nguyên văn uh, những cái tâm tình đó rồi vào những câu chuyện. Lần này một vị ấn danh gửi về có chừng 10 câu chuyện có dài. Cho nên Việt Thảo xin đọc được tới đầu hay tới đó nha. Nếu vừa đủ thì mình ngừng không đọc dài quá mệt nghe cũng ngán lắm ok đây là vị ẩn danh gửi vào ngày 2 tháng 7 việt tạo nhận được à, lời phi lộ như thế này chào chú việt thảo trước hết con xin cảm ơn những đóng góp tích cực của chú dành cho cộng đồng về nhiều lãnh vực xuyên suốt trong nhiều năm qua dù mã lực của chú ngày càng lớn sức khỏe chú ngày càng giảm nhưng với con một người luôn âm thầm quan sát học hỏi chú thì sự cống hiến của chú luôn ở cấp số nhân và không có sự dừng lại việc làm đó rất đáng ngưỡng mộ đáng học hỏi và đáng trân trọng chú đã đưa đến mọi người mọi tầng lớp mọi lứa tuổi không phân biệt thời gian không gian những thông điệp sống nghĩ và làm tích cực ý nghĩa một cách thực tế nhẹ nhàng điều này ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng làm được nhất là thông điệp mỗi một người không cần nghĩ gì làm gì to tác cho người khác mà chỉ cần thân miệng ý của mình luôn thanh tịnh mình sống nghĩ và làm tốt cho chính mình không gây đau khổ hay tổn hại đến bất kỳ ai đã là quá tốt trong mọi hoàn cảnh mọi thời điểm nhất là trong tình hình bệnh dịch hiện nay chú không chỉ nói mà còn dùng hành động của mình chú thực hành việc chấp hành nghiêm chỉnh thời buổi công nghệ và trình độ học vấn phát triển nhanh như hiện nay thì một người hiểu biết nhiều tìm không khó một người hoạt ngôn thu hút đám đông tìm không khó khó là người hiểu biết hiểu hết biết hết hay hiểu ít biết ít nhưng hành tốt tất cả sự hiểu biết của mình vào cuộc sống thực tế giúp mình giúp người thì mới hiếm đó mới là người dùng trí tuệ chứ không dùng thông minh con khâm phục và cảm ơn chú chú những ngọn đuốc sáng dù rất nhỏ nhưng sức tỏa sáng thì rất lớn và niềm tin cho chúng con vẫn bước mà học hỏi con xin lỗi chú vì nhiều lý do, dù rất hâm mộ chú, luôn xem nghe và học hỏi rất nhiều từ chú. Nhưng suốt hơn 20 năm qua, con chưa từng có hành động gì để bày tỏ sự biết ơn đó. Đến tận thời điểm này cũng chưa từng đăng ký bình luận like hay đóng góp gì cho chú và con nghĩ cũng không ít người như con ở khắp nơi trên thế giới này đã đang và sẽ tiếp tục như vậy với chú. Đừng buồn hay thất vọng chú nhé những gì chú làm và nhận được khi chú hay mọi người nhìn thấy được con xin tạm gọi là hữu hình những thứ đó có thể làm cho mọi người đánh giá chú hay mang đến cho chú cảm xúc ở hiện tại thôi rồi tất cả sẽ qua đi chú cũng sẽ quên vì đó không phải là điểm đến của chú nó chỉ là chất xúc tác là động lực để chú thẳng tiến thôi tất cả những gì chú sẽ có và bất biến luôn mang theo được dù bất kỳ chú ở nơi đâu mới thật sự là món quà quý giá chú con viết cho chú bằng tất cả tình cảm chân thành từ con nên đó chính là tâm con nếu không mạch lạc hay thiếu logic chú thông cảm wow công giận con viết minh mang thiệt à, con viết theo cái cảm tính cảm xúc của con con nghĩ sao con viết ra thành nó nó tràn gian ra nó không không có cô động lại thì mong rằng đọc mọi người nghe chơi cho vui đó là cái lời phi lộ đầu tiên xin được cảm ơn tiếp theo dưới đây là những chuyện tâm linh con kể do chính con và người thân con trải nghiệm con kể lại chính xác từng chi tiết nên con không trao chút văn tự hay sửa đổi bất cứ điều gì chuyện kể theo trí nhớ con và theo trình tự thời gian có những chuyện kéo dài và liên quan đến nhau con không thể thống kê được mong chú thông cảm vì khâm phục và tin tưởng chú nên con gửi hy vọng sẽ đóng góp được chút gì tri ân cho chú. Tri ân chú nên chú cho phép con được giấu tất cả thông tin về con với chú và mọi người. Xin thông cảm cho con vì sự thất lễ này. Không có chi, bây giờ việc Thảo sẽ bắt đầu những câu chuyện của vị ẩn danh này. Nhưng mà như các bạn đã thấy là cách viết, cách diễn tả và như cách trình bày là nhớ đâu, biết đâu, nói đó cho nên đương nhiên nó không có gãy gọn thì Việt Thảo cũng sẽ cố gắng đọc để cho mọi người à, dễ hiểu tại vì nếu mà mình lan man quá cũng dễ không có nối kết được những câu chuyện với nhau nha bây giờ Việt Thảo sẽ đọc à, để cho mọi người cùng nghe chuyện đầu tiên là chuyện về cầu cơ Đó là khoảng năm 1998, 99, 20, 21, à 20, 1998, 99, 2000, 2001, tức là khoảng 4 năm. Khi đó thì con ở nhà riêng và nhà con có cái ban công. Thì tối khuya nào cũng khoảng sau 11 giờ đêm thì chị em con hay tụ tập ngồi ăn uống rồi tám chuyện ở ở cái ban công đó. Rồi một hôm thì em trai của con nó mang về một cái bản cầu cơ rồi rủ mọi người chơi. Lúc đó tụi con như cái đám trẻ trâu mà. Lớn xác thôi, chứ đâu có hiểu biết gì về tâm linh đâu. Người ta chỉ sao cứ làm vậy. Thì cái bàn cầu cơ đó đơn giản là tờ giấy A4, thì trên đó có viết những mẫu tự ABC, rồi trên đó có con số từ 1 tới 10, rồi thánh, thần, ma, quỷ, rồi có những cái nút chai hay dùng cái cái cái, cái uh, nắp chai bia hay là nước ngọt vậy đó. Mình mới để ngón tay lên cho nó khởi động để nó chạy. Thì chúng con có mua bánh kẹo, nhang để mà cúng, rồi đồ ăn riêng để cho mình ăn uống vui chơi nữa để ngồi tám chuyện cho đến chờ đến 12 giờ khuya thì mình bắt đầu thắp nhang cúng và khấn như cái bài khấn đã có sẵn thì khi khấn đó cái người để tay lên phải thành tâm và cần một nam một nữ đặt ngón tay thật nhẹ lên cái nắp chai bia đó thì để khi nó di chuyển mình chỉ đi theo thôi cái đó là do cái nút chai nó điều khiển nó đi, tự đi đi. Chứ mà mình dùng sức điều khiển là sai. Thì nắp chai nó di chuyển nhẹ lắm. Rồi nó xoay quanh cái chữ nào hay số nào, mình mình ráp lại. Chỉ có vậy thôi. Thường thường cái câu hỏi đầu tiên là gì? Các vị là ai? Thì tự nhiên nó chạy đến chỗ chữ thánh hay thần hay ma quỷ. Rồi, nếu mà theo quy tắc mà được chỉ dẫn đàng hoàng, khi gặp thánh thần thì nên đi tiếp chơi tiếp mà gặp ma quỷ thì mau thoát ra rồi khấn sinh lại tại vì gặp ma quỷ thì sẽ có hại nhiều hơn là có lợi có đôi khi hậu quả cũng khó lường lắm nhưng mà đó là sự hiểu biết bình thường mọi người nhưng mà riêng con thì con nghĩ như thế này nếu thánh thần thì đâu có ở không đến độ là chỉ cần lúc mình cầm cây nhang đĩa bánh mình mình khấn giái mình gọi cái là người ta tới lại để cho mình đùa giỡn đâu cho nên khi cầu thì phần lớn được ma hay quỷ thôi nhưng mà nếu gặp ma quỷ mà hiền thì lúc đó cũng được còn mà lỡ gặp ma quỷ mà nó dữ thì coi, coi như mình ngu mình ráng chịu đi hậu quả khó lường và hầu như những người mình cầu được là những người cũng ham vui giống như người ở trên trần thế vậy Họ cũng không có nhà cửa, không nơi nương tựa, thấy mình cúng kiến, có bánh trái, họ giàu, họ ăn rồi họ đùa giỡn với mình. Trở lại cái chuyện cầu cơ sau khi mình hỏi họ là uh, ai là thánh thần hay ma quỷ trả lời rồi, thì tiếp theo cái cuộc chơi là gì? Mình sẽ hỏi những cái câu mình thích, những cái câu mình muốn. Đối với ma quỷ cũng vậy, họ sẽ trả lời những cái gì họ biết thì họ sẽ đi rất nhanh mà họ không biết họ chạy vòng vòng hoài à có khi họ phải suy nghĩ để họ trả lời và dạ, cũng giống như người ta thì họ cũng có khi thiệt cũng có khi giả vậy hay là cũng khi nói dối mình không biết được cho nên họ trả lời vậy thì mình biết mà thôi có khi gặp ma hay quỷ người ngoại quốc người nước ngoài họ nói tiếng người nước ngoài thì mình cũng phải chịu họ nói làm sao mình ráp vậy đến khi ráp xong chữ rồi có khi mình không hiểu tiếng ngoại ngữ mình cũng không biết họ muốn nói gì luôn có điều là cái câu hỏi đặt ra nếu cái người hỏi chuyện hỏi ra thì hai cái người mà để ngón tay một nam một nữ đó họ sẽ nghe có khi nào họ đẩy và họ trả lời theo cảm tính của họ nhiều khi họ không muốn nhưng mà trong đầu óc họ tự động trả lời rồi xui khiến cái tay đẩy để đi vào những cái con số đó nếu như vậy thì nó không chính xác đang này cái người hỏi chuyện thì họ không có nói ra miệng họ chỉ dùng tư tưởng thôi họ suy nghĩ thôi họ nghĩ trong đầu cái câu hỏi của họ rồi thì ở bên kia cái nút chai nó tự nhiên nó chạy thì cái đó mới chính xác là tại vì cái người để ngón tay lên nút chai họ đâu nghe cái người hỏi là cái gì đâu rồi sau khi xong rồi thì người đó chỉ cần cho biết đúng hay sai theo cái câu hỏi của họ hay là họ nói ra cho mọi người biết ở à, họ nó hỏi như vậy và trả lời là đúng như vậy cho nên cái điều đó nó còn ở chỗ là đúng hay sai cũng chưa xác định được có khi nó trả lời đúng mà người nọ ngại quá không dám nói là sai mình cũng không biết được nha cho nên có điều là cái người cầm cái tay để ngón tay lên cái nút đó họ không biết gì cả theo cái câu hỏi tại vì người ta hỏi trong đọc có mai một điều là Tụi con đã chơi suốt nhiều năm nhưng mà không có bị hậu quả gì cả. Có một điều là ở cái nhóm của anh bạn đó đó, có một anh đó, anh chơi cầu cơ và anh bị nhập xong mắt đỏ ngầu, xây qua anh được nguyên một đám bỏ chạy luôn. Mọi người xác nhận một điều bình thường anh rất yếu ớt mà khi nhập vô rồi anh rất mạnh, anh chạy rất nhanh, anh phóng qua tường được, anh leo lên cây được. Thì khi sự việc xảy ra mọi người túa chạy rồi Thì có anh mới chạy về nhà Kêu cái người biết chuyện Chạy đến và làm sao đó Làm cho anh đó ảnh tự nhiên anh xỉu Rồi cái âm hồn nó xuất ra Thì sau đó mọi người phải xuống nhau đi cúng Thì nó mới hết 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 chuyện cho anh đó Phải nói cầu cơ đó Lúc đó tụi con còn nhỏ lắm Đâu có biết hỏi gì nhiều Chỉ biết hỏi chuyện yêu đương Hay là chồng vợ Cái việc thi cử đậu hay rớt hay là có đứa hỏi chứ biết cái đề thi không nữa. Cũng vui lắm. Còn nếu người nào mà có máu me cờ bạc thì hỏi về cái chuyện ăn thua. Bây giờ đánh bạc có ăn không, có thua không. Đại khái vậy. Nói chung thì theo con cầu cơ thực sự không thể đem ra để chơi đùa được. Hồi xưa tụi con còn nhỏ phải nói tụi con ngu, tụi con chơi. Bây giờ lớn rồi, không dám như vậy nữa mà mình rút ra những kinh nghiệm của cái việc làm sai, việc làm ngu xuẩn của mình hồi nhỏ để bây giờ giải thích và dạy cho con của con hiện giờ. Không nên dùng cầu cơ để mà làm trò chơi được. Đây là câu chuyện thứ hai nói về cái chuyện cầu hồn. Tức là hồn ma hay là vong linh nhập vào một người nào đó để nói về họ về gia đình họ về người thân của họ thì chuyện này liên quan đến với một người mà mỗi một năm đó cái bà này bảo dùng ra một tháng thôi và trong tháng đó mỗi ngày đều bả đều cho người ta nhập vào để mà về nói chuyện với người thân thì chuyện xảy ra vào năm 2002. Lúc đó thì cái đứa em trai của con nó bị tai nạn giao thông cho nên qua đời. Thì cái tai nạn xảy ra cũng không có gì lớn. Chỉ là đêm tối chạy rồi quẹt nhau rồi té. Vậy đó mà em con thì bị tổn thương, bị chết. Là do cái người quẹt rồi thì người kia sợ quá. Cái người đụng quẹt xe đó, họ không ngừng lại để mà cứu mà họ bỏ chạy luôn. Tại vì họ sợ. Họ cái trách nhiệm hay gì không biết họ chạy mất, không đưa em đi cấp cứu cho nên em em bị chết. Thì đâu còn gì khác hơn gia đình mới đem em đi chôn thôi, và cũng làm đơn là bay nại hết, tại vì mình không muốn gây tổn thương cho bất cứ ai nữa, mình đã bị tổn thương rồi. Nhưng mà cái người gây ra tai nạn, họ không tin rằng gia đình của con là tốt, là mình bãi nại, họ sợ là em con có thể về báo mộng để cho biết là ai gây ra tai nạn thì sẽ có thư kiện chăng họ sợ quá cho nên họ tìm mọi cách ếm em con không được về báo mộng bằng cách là dùng bùa lỗ ba cho nên em con đâu có vô nhà được cũng không báo mộng được mà người thân có cúng kiến gì cũng không ăn ngủ gì được hết em con sống lang thang vết dưỡng ở ngoài đầu đường xó chợ rồi em đi xin cơm ở nhà người này xin cơm nhà người kia và Em mới báo cho người ta biết rằng em không thể về nhà em báo mộng được tại vì bị ếm rồi. Thì những người cho ăn đó tốt bụng mới về báo gia đình em biết là em của con phải đi lang thang như vậy. Bây giờ làm sao bây giờ? Gia đình con mới đợi cho đến 100 ngày của em lúc đó mới đi cầu hồn của em. Lý do gia đình mà mẹ em nó nhất là mẹ em muốn đi cầu hồn tại vì mẹ rất là thương em cái đứa em trai của con này đứa con trai này mẹ muốn biết rõ tại sao em mất bây giờ thì em sống như thế nào và mẹ cũng không muốn nghi ngờ cái người vô tội để coi có lý do tại sao em em chết như vậy thì nói rõ cái người cầu hồn này là một cái bà để người ta nhập xác vào và mỗi một năm bà chỉ dành ra đúng có một tháng rồi. và trong tháng đó cứ mỗi ngày bà đều đều cầu hồn cả để cho mọi người đến để sinh thì hôm đó con mới chở mẹ con và thêm một đứa em gái của con nhỏ này nó tên là tên Lan để đi với con, để đi đến cái chỗ cầu hồn đó. Thì trước khi đi con có lên cái bàn thờ của quyền tất tổ ở trong gia đình, con mới cầu sinh rồi rút thêm ba cây nhang trên bát hương của em. Rồi mới nói rõ cái nguyên nhân là gia đình muốn đi cầu hồn và muốn gặp em. Rồi mới kêu là thôi em hãy theo chân nhang mà đi theo mẹ và chị. Với lại em gái của em đi tới chỗ cầu học đó. Khi mà mọi người tới nơi thì lúc đó con cũng khấn sinh hai cái thần giữ cửa của quyền tất tổ nhà đó để cho em được phép vào. Phải nói hôm đó cũng đi sớm lắm. Vậy mà khi tới nơi đó là có hàng trăm người đang chờ rồi. Tại vì cả năm mà chỉ có một tháng và Mỗi một ngày đều có coi như vậy người ta đến đông dữ lắm. Sau khi đến nơi rồi con mới điền tên tuổi em con và ngày mất vào trong cái tờ giấy để dưới cái bát hương nơi cầu hồn đó. Cái người tới trước thì họ họ để trước, người tới sau cứ như vậy rồi nữa cứ đem ra mà mà gọi mà nói chuyện. Thì tự nhiên trong khi mọi người đang chờ đợi thì cái bà mà được nhập xác á tự nhiên mới lên tiếng bà gọi Lan ơi Lan Khi nghe gọi như vậy mọi người đang ngồi mọc tự nhiên im lặng hết Lóng tai nghe Bà lại tiếp nữa Lan ơi Lan Thì mọi người mới giáo giác nhìn nhau Ai vậy Tên Lan là tên của ai Lúc đó còn mới nhớ sự lại em của con em gái con đó tên Lan Như vậy thì cái người nhập vô đó gọi là gọi đứa em của con Như vậy thằng em trai này gọi cho ai hết Tại vì trước khi nó mất Nó là thằng thương rất thương con Lan này em gái em gái của nó nó rất thương bây giờ nó gọi không gọi con không gọi mẹ mà gọi ngay đứa em của của con cho nên nghe như vậy thì con nói có có để cho biết rằng là mình nghe được thì lúc đó qua cái bà nhập sát đó bà mới la lớn lên cả nhà ráng đợi nha người ta xếp hàng đợi đông lắm toàn là người già không có chen được Lúc đó phải nói con ngạc nhiên và rất mừng vì coi như đã liên lạc được với em của con rồi. Được con lên tiếng lên, đứa đứa cả nhà sẽ đợi. Xong rồi bà bắt đầu kêu tên người khác. Và hễ bà gọi tên người nào thì gia đình người đó vào để nói chuyện. Và tùy theo cái gia tộc đó nói ngôn ngữ gì thì bà sẽ nói bằng cái ngôn ngữ của, của gia tộc đó. Rồi sau đó thì tới phiên em của con vào. Sau khi em vào rồi, mẹ mới hỏi là em bị tai nạn như thế nào? Lúc đó thì em của con nó kể là hết từ đầu tới cuối cái chuyện xảy ra tai nạn. Mà có điều là cái chuyện tai nạn đó chỉ gia đình của con và mẹ con biết. Cái bà nhập sát là hoàn toàn không biết. Tại vì nhà hai bên cách nhau cả ba chục cây số. Vậy đó mà bà thao thao bất tiệt bà nói mà nói cái giọng của em của con. Em con mới nói là em bị ém không thấy đường cho nên không về báo mộng được. Và em có nói rằng em rất là thương em gái của mình lặng lan và muốn dẫn con lan đi theo em. Ui cha ơi nghe tới đó mẹ khóc quá trời mẹ sợ. Mẹ mới nói như thế này nè. Mất con á, là một sự mất mát rất lớn của mẹ rồi mẹ giờ phút này vẫn chưa chấp nhận được bây giờ con còn đòi về dẫn em gái con đi nữa nếu mà thật sự con thương em gái của con con lan đó thì con phải về phụ hộ cho em con học giỏi để còn an ủi ba mẹ chứ tại sao mà con lại dẫn muốn dẫn em con đi nghe tao đó thì nó ngừng lại nó không có đòi dẫn em đi nữa xong rồi mẹ mới hỏi về công việc của em những cái việc làm của em mà gian dở rồi trước khi em mất đó. Mẹ mới kể với em là kể từ khi em mất thì những người hùng hạp làm ăn với em hay là công việc gì đó họ coi như làm lơ hết. Giống như họ muốn giật luôn. Họ không bàn bạc gì tới hay là những người thiếu nợ không có trả. Đã khai vậy. Thì em mới nói với mẹ là mẹ yên tâm đi. Ai nợ nần gì hay ân quán với em để tự em sẽ đòi lại mẹ không cần đòi em sẽ đòi được hết rồi nghe lời của em khuyên nói rằng mẹ nên về tìm cách làm sao để quá giải cho em thì em mới có thể thấy đường về được và mẹ nghe lời của em về để mà quá giải cho em tất cả làm theo lời hướng dẫn của em thì sau đó mẹ thấy được em. Tối hôm đó nằm ngủ mẹ thấy em về báo mộng với mẹ là em đã về được rồi. Em còn nghịch ngộm, nó thương em gái nó là con Lan, nó lại còn khiều chân, nó giật chân em gái nó nữa. Lúc đó thì mẹ lại rất là sợ, tại vì nó đòi dẫn con Lan đi hoài. Thì mẹ mới nhắn nhủ với nó Mẹ nói là Con về được Mẹ mừng rồi nếu con thật sự thương em con đừng có bắt đi nha, mẹ sợ lắm. Có lẽ là nó hiểu được cái tâm ý của người mẹ cho nên từ đó nó không cho mẹ thấy nó nữa. Thì sau đó con có chở mẹ con đi cầu em về lần nữa. Để chi? Để biết chắc chắn rằng em đã thoát khỏi cảnh bị hại rồi. Và cái lần mà trở lại với cái bà nhập xác đó lần sau đó thì cũng giống như lần trước. Em cũng hỏi là em gái ở đâu Mẹ bây giờ sợ quá Mẹ mới nói là Mẹ không có dẫn nó đi nữa Tại vì ở đây nhiều người âm quá Sợ thấy em gái dễ thương bắt em gái đi Cho nên mẹ mới nói là Đường xa lắm em con nhỏ đi vất vả quá Nên không có đem em theo Tội nghiệp em lắm Đại khái là mẹ phải nói gạt nó như vậy Rồi Sau đó thì em có nói về gia đình rồi mới dặn dò mẹ đủ chuyện rồi sau đó em phải đi ra nhường cho người khác vì không có muốn lấy nhiều thời giờ thì lúc đó mẹ con mới nói là bây giờ em con được như vậy đó mẹ an tâm rồi mẹ cũng không muốn cầu em về nữa để cho em được yên tâm đi tu học nếu mà người nhà mình cầu hồn hoài thì sợ rằng em lưu luyến sẽ không đi được sau này thì hai vợ chồng con có đi nhiều kiển chùa để cúng cầu siêu cho em có điều con không thấy nhưng mà chồng con lại thấy em của con khi mà tụi con đi đi cúng kiến ở chùa thì em thường hay đi theo có một lần đó tụi con đi vô trong một cái quán ăn thì chồng con nói rằng em có đi theo nhưng mà không vào trong nhà được tại vì có lẽ trong nhà người ta có thờ gì đó em chỉ đứng ngoài xe cái chiếc xe mà cạnh chiếc xe nước đá đó đứng đó rồi em lấy chân đá 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 vô bánh xe chơi vậy thôi bây giờ tụi con lỡ vô quán rồi làm sao bây giờ thôi tụi con răng ăn cho lẹ để ra về cho tụi nghiệp em nó đứng ở ngoài rồi sau này con cũng hay nằm mơ mỗi lần mà tới cái ngày sinh nhật của em thì con đều nằm thấy nằm mơ thấy em hay là cái ngày dỗ của em đều nằm mơ thấy hết có điều trong giấc mơ thì chị em bình thường nói chuyện với nhau Nhưng có điều là con không có đụng vào em được Cái nhà của con đó thì để cho người ta thuê ở mặt tiền Thì em cho người ta thấy em luôn Để cho người ta cúng cho em Cái điều là Có điều đó là hôm đó cái người người thuê mặt tiền đó Họ mua xoài để mà cúng có điều là cái sòi còn chua quá Cho nên họ chưa có đem ra cúng Họ mới cất đó Thì lúc đó có một cái em bé nằm ngủ trong phòng trong á, Nghe bên ngoài Có một giọng nam nói chuyện Nói là thôi mình đi đi Rồi một giọng nam khác nói Thôi mình ở lại đây chờ sòi chín Mình ăn sòi xong mới đi Thì em đó có thực lại Thì ra em con cũng thường hay về À, báo mộng có lẽ thích ăn xoài Người ta mới mua xoài cúng cho em Nhưng mà xoài còn sống quá Cho nên chưa cúng được thì em mới bàn Với một các người bạn khác là chờ Chờ cho xoài chín ăn xong mới đi Có điều là Em con hay gặp những người hàng xóm Cái người nào thích hợp có duyên Thì em báo mộng cho họ Và em nói rằng Em thích ăn cái gì đó thì người ta báo lại cho mẹ của con biết để cúng cho em à. hoặc là nhiều khi người ta cúng luôn người ta thương nó cho nên cúng luôn cho nó ăn chứ không cần báo cho mẹ con nữa rồi chồng con đó có điều là có thể thấy hay nói chuyện được với em của con cho nên những cái gì mà em con thích em con muốn đều nói chuyện qua chồng con rồi chồng con mới nói chuyện với mẹ con để mà cúng quy kiến cho em rồi có lần đó có mẹ đi khám bệnh thì cái người khám bệnh cho mẹ mới nói cho mẹ biết rằng có phải cô có đứa con bị mất không mẹ con mới giật mình hỏi ủa sao bà biết bà mới nói rằng tôi không hiểu sao trong giấc mơ tôi thấy có một cậu con trai nói rằng mẹ con sẽ đến trị bệnh và nhờ bà giúp lo cho mẹ giúp và cậu bé nói rằng lúc nào cũng đi theo mẹ để phù hộ cho mẹ cả còn mấy mà đứa em mà sống ở gần mộ của em con đó, hệ đến mùa thi là tụi nó hay ra để mà khấn sinh cầu em cho học thuộc bài để thi điểm cao, hầu như đứa nào nó cũng đều đạt như ý. cho nên mỗi lần mẹ về thăm mộ thì tụi nhỏ súng lại kể cho mẹ con nghe là tụi nó được được em giúp đỡ như vậy. rồi có một lần đó cả nhà con đi xe từ miền tây lên sài gòn khi đi đến Cần Thơ thì ngay cái nghĩa trang Cần Thơ gần cái răng gần bãi rác lúc đó chồng con cầm lái xe đương chạy thì từ đằng xa bên kia đường rất xa tất cả những người trên xe nhà con đều thấy hết có một chiếc xe gắn máy đang chạy ngược chiều mà chạy thẳng tông tông thẳng vào xe của gia đình con đi thì người đó giống như đang ngủ gục vậy thì tự nhiên khi chạy đến những chiếc xe người đó giống như giật mình vậy là không có ngu gục nữa rồi mới lạng cái tay lái xe đi chỗ khác không đụng vô xe, coi như cả nhà tránh cái tai nạn lần đó. Rồi sau sự việc đó thì mọi người mới mới ngồi nói chuyện lại với nhau thì trong lúc mà sắp sửa xảy ra tai nạn thì cái đứa con của con 3 tuổi mà cái đứa con này nó sinh ra là sau khi em con mất tức là cậu của nó mà không hiểu sao Tự nhiên tai nạn sắp xảy ra thì nó ngồi bật kia nó la Cậu ba ơi cứu con Tự nhiên nó la như vậy Và hầu như cái lúc mà sắp xảy ra tai nạn Mọi người trên xe đều nghĩ về Nghĩ về em của con để kêu cậu cứu Có phải chăng chính em con đã giúp làm cho người lái xe kia Thức tỉnh để mà lách chiếc xe không gây ra tai nạn Cho đến giờ phút này thì Nó tùy theo duyên thôi lúc này em thích về thì em về và không về thì em không có về để cho mọi người gặp nữa riêng thì chồng em có thể thấy em con con thì con không được thấy phải nói rằng con tự an ủi cái gì cũng có nhân có quả có lẽ rằng em con sinh ra lớn lên và nó tận hưởng được những cái gì mà nó có được rồi những cái duyên nợ đối với ba mẹ và em có lẽ hết rồi nó cũng thanh thản ra đi không đau khổ và cũng làm không ai phiền muộn hết có chăng là chỉ sự nỗi buồn khi mà nhớ tới em chú ơi chuyện tâm linh về em thì nhiều lắm kể sao cho hết con xin dừng chuyện về cầu hồn em lại ở đây chuyện thật này chỉ để mọi người hiểu thêm chút về thế giới khác bất kỳ cách nào về tâm linh đều có thật không có sai nhưng chỉ có ý nghĩa khi dùng đúng mục đích, đúng giá trị. May mắn đúng người thật thì mọi việc mới có giá trị tốt nhất. Và gia đình con may mắn trong việc này. Con gửi đi mail này vì con sợ viết nhiều, lỡ mất. Mà con viết con phải dùng cảm xúc, nhớ lại từ đầu viết mệt lắm. Con gửi đi rồi, rồi con sẽ tiếp tục những câu chuyện khác gửi cho chú sau. Con kính chúc chú luôn khỏe và đủ mọi điều kiện cần và đủ để trọn vẹn được mơ ước của chú. Dành sự như ý, Đưa cháu luôn âm thầm ủng hộ chú. Đây là câu chuyện thứ ba là chuyện xảy ra với con nói về ma ở Thái và ở Lào. Năm 2007 thì con có chuyến đi Lào Thái Do không hiểu nhiều về tâm linh Nên con không biết phải làm cái gì Đây là chuyện xảy ra ở Lào Trước hết á, là khi tới Lào con đi về nhà trọ Đây là một cái căn nhà mấy tầng do công ty thuê Khi đặt hành lý xuống sông Lập tức chồng con nói liền Nhà này có ma chồng con có nhiều cái điểm rất đặc biệt có khi chồng con nằm thôi chưa ngủ mà thấy có cái đầu không ngay chỗ cái quạt thông gió rồi sau khi nghe chồng con nói lúc nào con cũng có cái cảm giác là con đi đâu cũng có ánh mắt nhìn theo con nhất là trong lúc con đi xuống bếp ngày hôm sau con được đưa đi tham quan con đi đến nơi được mệnh danh là thành phố bom. Tại vì tính ở trên đầu người dân thì mỗi một người ôm cả ngàn kg bom trên đó. Trên đường đi thì những người làm việc gỡ bom mìn hiện nay vẫn còn đang tiếp tục làm việc. Khi mà du khách tới xem họ được cho đi trên những con đường an toàn, nếu mà họ bước sai ra những cái chỗ khác thì bom có thể nổ mà không có bảo hiểm khi đó con chưa có hiểu nhiều nhưng mà có điều khi đi đến đâu ơi ở nơi đó từng có người chết hay người âm đang ở đó là người người của con nó thay đổi khác liền và cái ngày hôm đó con bị liên tục như vậy rồi khi con vô cái hang mà ngày xưa người ta nói rằng có mấy trăm người trốn ở đó rồi khi bom dội liên tục vô và mọi người chết hết. Có khi không phải chết vì miễn bom mà chết vì cái sức ép cái hơi của, của bom nổ cũng làm người ta chết trong đó. Hôm đó khi cầm nhang lên khấn xong, nhìn vào vách đá con thấy rất nhiều. Mà con thấy bằng mắt thật luôn, nhưng mà khi đưa máy chụp hình lên chụp thì không ghi lại được gì hết và không phải điều người này thấy thì người kia cũng thấy trong khi con thấy người khác không thấy và trong khi con thấy thì cái cảm giác của con họ đông vô số kể và khi vào hang nào cũng vậy mỗi hang đều có rất nhiều người chết có nơi đó họ dùng cái hang làm bệnh viện để làm nơi cấp cứu rồi bây giờ bom nổ lên đó họ lại sau khi bị thương được cấp cứu họ lại chết khi bước vào hang mình cảm nhận được liền đặc biệt nữa là khi mỗi buổi chiều tối xuống khi mình đi ở trên đường thì nó có nhiều cái quán ăn quán cà phê mà những cái quán ăn quán cà phê này hầu hết đều được trang trí bằng cái những quả bom lớn nhỏ mình đi dọc theo đường thôi chưa có bước vô quán chỉ ngay đứng ngoài đường thôi là cái cảm giác lạnh sống lưng đã nổi lên rồi tại vì những dông linh ở khắp nơi hết. Cái đêm hôm đó con được trải nghiệm trong một khách sạn mà người chủ cũng sưu tầm loại bom đạn này trưng bày ở trong khách sạn. Từ khi đi vào cho đến nhận phòng đi lên tắm rồi lên giường thì lúc nào mình cũng có cái cảm giác không phải chỉ có một mình mình. Lúc nào cũng có cái ánh mắt theo dõi mình và lúc nào cũng cảm giác có người lạ rồi nước chảy liên tục rồi tiếng dặn khóa mở mình không thể ngủ được cho đến khi mình ngủ thiếp đi vì quá mệt con có hỏi chồng con đất nước phật giáo gì đâu mà quá nhiều ma vậy đi đâu cũng có ma sao chồng con chưa có cái trả lời con kịp thì cái anh dẫn đường đã giới thiệu với con rồi anh nói là du lịch tâm linh và cảm nhận tâm linh ở lào là nổi tiếng nhiều du khách khắp nơi trên thế giới sẵn sàng chi cho những số tiền rất lớn để được ngủ một đêm và trải nghiệm cảm giác một đêm tại đó và mức độ càng ghê sợ thì cái giá tiền càng cao và mình phải đăng ký trước rất lâu chẳng hạn những cái nơi như là nhà xác này, nhà tù này, phòng tử tù ở đó cái cảm giác ghê gớm lắm cho nên tiền trả phải rất cao mới ở được. Phải nói là những điều con trải qua mỗi một đêm, mỗi một ngày, khi mà nhận thấy những dông linh khắp nơi thì bị áp lực rất nhiều và có nhiều cái cảm xúc rất lo sợ. Nhưng mà đối với những người Lào dẫn mình đi họ lại tỉnh bờ, họ lại thân thiện, vui vẻ, và nhìn họ như không có một cái cảm giác gì biểu hiện ra cái sự lo sợ hay họ gặp những vong linh cả. Phải nói đó cũng là điều kỳ thú. Đây là cái câu chuyện ma từ ở Bình Thái. Con đi từ Vinh Chân đi qua Thái. Và con được đưa đi chơi đến gần 12 giờ mới về khách sạn để ngủ. Phải nói mệt mỏi cả ngày, tắm xong là con ngủ liền. Thì khi đang ngủ tự nhiên con thấy ở trên giường có một cái cục tròn do nhảy cái tưng xuống đất. Chẳng như vậy Nó còn nói với con Tao là ma nè Rồi nó dồ lấy con Thì trong thâm tâm con khi đó niệm Phật liền Con kỷ niệm Nam Mô A Di Đà Phật Nam Vô Mô A Di Đà Phật Bình thường thì con không bao giờ niệm Phật cả Nhưng mà hệ mỗi lần bị ma tấn công Là tự nhiên trong tâm phát ra Cái tiếng niệm Phật liên tục như vậy Thì trong khi Ma nó cứ tấn công con liên tục Thì con lại tiếp tục niệm Phật Cho nên nó không chạm vào người con được Lúc đó có lẽ hơn sao chồng con chưa có ngủ. Anh thấy con dùng giấy mà cái miệng ú ớ, nói cái gì đó. Anh nghĩ là con mớ và thấy cái gì trong giấc mơ cho nên anh mới lai like con dậy. Rồi anh hỏi con bị cái gì. Con mới kể cho anh nghe. Con mới nói là nếu bây giờ mà con ngủ lại liền chắc con bị ma nó, nó hù nữa. Rồi con mới kêu anh coi cái chỗ nào mà nó mở cửa sáng đêm thì thôi mình đi chơi chứ con không có muốn ngủ chồng con mới nói là hồi nãy khi mình về đó mọi người đều đóng cửa hết rồi với lại bây giờ mình đâu có sức đâu mà đi nổi nữa rồi lúc đó tụi con mới nhớ lại là mình có cái pháp hộ thân được sư phụ ở việt nam cho thì lúc đó mình mới nhớ ra là tại vì mình không mang nó trên người mình để ở trên bàn trang điểm cho nên nằm ngủ mới gặp mơ mộng như vậy. Thế là mau mau con lấy để trên đầu nằm. Cái phép này thì sư phụ con có dặn lúc nào cũng phải để trong người. Thì mình không có hại ai nhưng mà ma quỷ cũng không hại mình được. Thì sau đó con nằm xuống thì con chưa ngủ được mà trong đầu con cứ miên man suy nghĩ hoài. Không biết ma ở đâu nhiều dữ vậy tại sao chỗ nào cũng cũng có con cứ suy nghĩ miên man như vậy một hồi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay quý vị và các bạn vừa nghe qua ba câu chuyện đầu tiên đó là chuyện cầu cơ chuyện cầu hồn và uh, chuyện ma ở Thái Lào ba câu chuyện này nằm trong một loạt những câu chuyện uh, mà vị ấn danh đã gửi về thì mong rằng quý vị và các bạn sẽ giới thiệu cho mọi người cùng nghe, cùng biết đến và tiếp tục theo dõi những câu chuyện kế tiếp của vị ẩn danh này. Đây là kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ uh, 632. Việt tôi xin được cảm ơn và hẹn gặp lại những câu chuyện kế tiếp. Thank you and I love you. Nè Nói nghe nè Oh yeah Thảo Âu Giá Việt Nam, Cuisine là cái bến để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người. Phòng bệnh hơn chữa bệnh Cho nên mình phải đi bác sĩ để khám định kỳ hay tổng quát Để coi có bệnh gì không Để mà mình biết là mình trị Còn hơn đợi bệnh phát tác rồi mới chữa Cũng như người ta nói rằng phòng cháy hơn chữa cháy nên coi chừng củi lửa đề phòng quả hoạn chứ đừng đợi quả quạng rồi mới chữa lúc đó nhà nó cháy tan quang rồi thì bây giờ thêm cái câu là phòng dột hơn chữa dột mình phải đề phòng nước nó vô nhà làm hư đồ đạc hay ảnh hưởng đến đời sống của mình còn hơn đợi dột rồi mới đi lột máy thì nó đã quá trễ dạ, đúng rồi. thì bây giờ muốn vậy thì phải làm sao dạ muốn vậy thì uh, quý vị có thể gọi cho con uh... Công ty A Plus Roofing số điện thoại là 832-738-9630 Để con có thể inspect cái mái nhà của uh, mọi người Cái mái nhà không chỉ là cái mái nhà mà nó còn bảo vệ cái tổ ấm của mọi người nữa Đúng rồi Mái chùa che chở hồn dân tộc nhưng mà mái nhà che chở mái ấm gia đình nha Giờ Thảo Hân Hậm giới thiệu công ty A Plus Roofing của Bảo sẽ chăm lo cái mái nhà của chúng ta